cái tâm bồ đề mà diệt à, mà phát sinh tâm bồ đề mà phát sinh, the body mind being produced, tâm bồ đề mà phát sinh thì cái tâm sinh diệt sẽ tự diệt mất. The mind subject to production and extinction is being extinguished. Ừ. Thì cái tâm sinh diệt ấy, sẽ bị diệt mất, à sẽ chấm dứt. Nhưng đó cũng chỉ là sự sinh diệt trong cái thấy gì? It's simply production and extinction. Nhưng nó cũng chỉ là cái gì? Cái sinh diệt mà thôi, tức là cái chỉ là sự sinh diệt trong cái đối đãi phàm tình mà thôi, nó cũng vẫn là sự sinh diệt. The ending of both production and extinction is the effortless way. If there is spontaneity, then clearly it must be that the thought of spontaneity arises and the mind subject to production and extinction ceases. That then is still production and extinction. À, đó, tức là cái sự chấm dứt của cả hai cái sinh và cái diệt ấy is the effortless way. À, thì nó mới gọi là the effortless way, tức là vô công mà dụng đạo, tức là một cái đạo mà vô công, tức là không phải bỏ cái công sức nhọc nhằn ra gì à để mà chứng đạo, tức là the ending of both production and extinction, khi mà cả hai cái sự sinh và diệt đều chấm dứt, the ending tức là dứt tuyệt cả hai ý niệm đối đãi sinh diệt này thì mới gọi là vô công dụng đạo. If there is spontaneity, nếu như mà có tự nhiên, if there is spontaneity, nếu như có tự nhiên, then clearly it must be that, là gì, rõ ràng là gì? The thought of spontaneity arises, thì cái ý niệm về tự nhiên nó sẽ phát sinh, and the mind subject to production and extinction ceases. À, nếu có tự nhiên thì rõ ràng là tâm tự nhiên sanh, à hay là cái gì, cái ý niệm về cái tự nhiên là nó sanh khởi, và cái tâm sinh diệt đối lại với cái tâm sinh diệt thì nó diệt. À, the mind subject to production and extinction ceases, cái tâm sinh diệt thì nó diệt, that then, và ở cái lúc đó thì nó cũng là is still production and extinction. Ừ. Và đây cũng lại là tâm sinh diệt mà thôi. To call the lack of production and extinction spontaneity is the same as to say that the single substance formed by the combination of all mundane appearances is a mixed and united essence, and that whatever is not mixed and united is basically spontaneous in nature. So call phải tận diệt cả cái tâm sinh diệt nữa. To call the lack of production and extinction spontaneity is the same as to say that phải tận cái tâm sinh diệt thì mới gọi là tự nhiên chứ. Vì cũng như thế, như là trong thế gian ấy, các tướng hòa lẫn với nhau thành một thể gọi là tánh hòa hợp. Is the same as to say that the single substance formed by combination of all mundane appearances, một cái tánh mà nó được hình thành bởi sự tạo nên, bởi sự hòa hợp của tất cả các cái tướng hữu vi, combination of all mundane appearances is a mixed and united essence. Ừ, thì nó cũng giống như là một cái sự gì hòa hợp lẫn nhau, à sự hòa hợp, các cái tánh hòa hợp, and that whatever is not mixed and united, và tất cả những cái thứ mà không phải hòa hợp is basically spontaneous in nature, còn cái không phải hòa hợp thì còn gọi thì gọi là tánh gì, tánh bản nhiên, basically spontaneous, tánh bản nhiên in nature. When spontaneity is devoid of spontaneity and mixing and uniting are devoid of their ununifying quality, so that spontaneity and unity alike are abandoned, and both the abandonment of them and their existence cease to be. That is no Edo theory. Ừ. Thế thì và khi mà
spontaneity, khi mà bản nhiên, khi mà tự nhiên, is devoid of spontaneity. Khi mà bản nhiên mà chẳng phải là bản nhiên. And mixing and uniting are devoid of their ununifying quality. Và hòa hợp mà chẳng phải là hòa hợp. So that spontaneity and unity alike are abandoned. Và cả rời bỏ cả hòa hợp và chẳng phải hòa hợp, bản nhiên và chẳng phải bản nhiên. À, tự nhiên và cái hòa hợp này nó bị rời bỏ, bỏ nó đi. And both the abandonment of them, và cả cái sự gì, rồi cả cái ý niệm gì bỏ đi đó. À, both the abandonment of them and their existence cease to be. Hòa hợp, rồi cả hai cái ý niệm gì, hòa hợp và chẳng phải hòa hợp, bản nhiên và chẳng phải hòa bản nhiên, cùng với rời bỏ cả hòa hợp, chẳng phải hòa hợp, bản nhiên và chẳng phải bản nhiên, cũng rời bỏ hết, tức là phải rời bỏ hết tất cả. Đó, thì như thế mới gọi là pháp vô hí luận. That is no ego theory. Bodhi and Nirvana are still so far away that you must undoubtedly pass through compass of bitterness and delusions before you cultivate them and are certified. Bồ đề và niết bàn thì vẫn còn rất là xa xôi. Are still so far away, xa xôi đến cái nỗi mà thì ông phải thì you must undoubtedly pass through compass of bitterness, tức là vào chẳng còn nghi ngờ gì nữa, ông sẽ phải trải qua gì, vô lượng kiếp, trải qua rất là nhiều kiếp of bitterness, nhiều kiếp rất là gian truân ấy, như là bitter, đắng đúng không? Ừ. Phải trải qua rất là nhiều kiếp và chuyên cần tu chứng, nhiều kiếp rất là gian truân và diligence, chuyên cần tu chứng. Before you cultivate them and are certified. Cultivate là tu, certified là chứng. Thầy ông phải trải qua rất là nhiều kiếp chuyên cần tu chứng. You can hold in memory the 12 divisions of the sutras spoken by the Buddhas of the 10 directions and their pure, wonderful principles as many as the sands of the river Ganges. But it only aids your ego theorizing. Như ông có thể gì đây? Có thể ghi nhớ được gì? Được 12 bộ kinh. À, ông có thể ghi nhớ được diệu lý thanh tịnh nhiều như các sông Hằng, do Đức Như Lai khắp mười phương nói trong 12 bộ kinh, thì ông cũng chỉ thêm nhiều lý luận mà thôi. À, you can hold in memory, ông phải giữ ở trong cái trí nhớ của mình. Cái gì? The 12 divisions of the sutras, 12 cái tạng kinh, 12 cái bộ kinh, spoken by the Buddhas of the 10 directions, and và được nói bởi, và những 12 bộ kinh này được nói bởi các Đức Như Lai ở trong trong mười phương, and their pure wonderful principles. Và cả gì đây ạ? Cả những cái diệu lý gì, thanh tịnh vi diệu của các ngài. As many as the sands of the river and Ganges, nhiều như là các sông Hằng, và các cái thanh và các cái diệu lý, các cái lý, nghĩa lý mà vi diệu thanh tịnh của các ngài là nhiều như là số các sông Hằng. Nhưng mà tất cả những cái điều đó nó chỉ gì đấy, but it only aids your ego theorizing. À, nó cũng chỉ làm cho gì, cũng chỉ thêm nhiều lý luận mà thôi, nó cũng chỉ giúp cho cái việc là ông gì, ông làm trợ giúp cho cái việc gì, cái sự lý luận của ông. You can discuss causes and conditions and spontaneity and understand them perfectly clearly, and people in the world refer to you as the foremost, as the one foremost in learning. Ông có thể gì đàm luận về, ông có thể đàm luận về nhân duyên, về tự nhiên và hiểu chúng một cách rõ ràng rành mạch. À, rõ ràng rành mạch. And people in the world, và người trong thế gian thì nói ông là gì đấy, sinh tụng ông là gì đấy, foremost in learning, đa văn đệ nhất. You have spent ends upon ends
saturating yourself in learning yet you could not avoid the difficulty of Mataji. Ừ. Ông đã dành cả gì đấy, cả hàng kiếp này đến kiếp khác đúng không ạ? Ông đã dành rất là nhiều kiếp để gì đấy, saturating yourself with learning, để mà học tập, để huân tập cái khả năng đa văn của ông, cái đa văn của ông trong rất là nhiều kiếp rồi, nhưng mà ông vẫn không, yet you could not avoid, ông vẫn không tránh được cái nạn ma đăng, vẫn không hóa giải được cái nạn ma đăng giả. Why did you have to wait for me to use the spiritual mantra of the Buddha Summit? Thế tại sao ông lại phải chờ ta, chờ ta dùng cái thần chú của thần chú Phật, Phật Đảnh, Buddha Summit, thần chú Phật Đảnh. Mà phải nhờ đến thần chú Phật Đảnh của Như Lai. The fire of lust in Mataji's daughter's heart died instantly and she attained the position of an anagamin. Và cái ngọn lửa gì? Ngọn lửa dâm, fire of lust, ngọn lửa dâm ở trong tâm của con gái của ma đăng già died instantly, bị diệt một cách gì? Ngay lập tức. Ngọn lửa dâm ở trong tâm của con gái của ma đăng già bị diệt, bị chết ngay lập tức lúc đó. And she attained the position of an anagamin. Và lúc đó là gì đấy? Và cô ta đã chứng được quả anaham. Anagamin là anaham. Khi mà tâm ái đã dừng hẳn, dừng dứt hết, cạn khô, thì cô ta đã chứng được quả anaham. Now she is one of a vigorous group in my Dharma assembly. Và bây giờ thì cô ta là gì đây ạ? Trở thành rừng tinh tấn trong giáo pháp của Như Lai. She is one of a vigorous group. Một trong những cái gì? Một cái nhóm rất là tinh tấn trong giáo pháp của Như Lai, ở trong giáo pháp của Như Lai. The river of love dried up in her and she was able to set you free. Tức là cái sông ái, cái sông river of love, tức là cái sông, dòng sông ái, nó cạn khô ở trong cô ta, dried up, nó cạn khô, and she was able to set you free. Dòng sông ái đã cạn khô ở trong cô ta rồi thì cô ta có khả năng là giải thoát cho ông, set you free. Set you free, ông mới được cứu thoát như vậy. Therefore, Ananda, your ability to keep in mind the first common's wonderful secret teachings of Aeon after Aeon is not as good as a single day of no afloat cultivation that is intent upon getting far away from the two worldly sufferings of love and hate. Và vì vậy, Anand, cái khả năng của ông, your ability to keep in mind, khả năng ghi nhớ, ghi nhớ tất cả những cái bài giảng của vi diệu của Như Lai, nhớ các cái diệu pháp bí mật của Như Lai từ kiếp này đến kiếp khác, nhiều kiếp đã ghi nhớ cái diệu pháp bí mật của Như Lai, thì nó không tốt bằng cái gì đấy, is not good, vẫn không tốt bằng cái việc là a single day, chỉ một ngày thôi mà. A single day of no outflow cultivation, mà một ngày tu vô lậu, nó không bằng một ngày tu vô lậu. That is intent upon getting far away from the two worldly sufferings of love and hate. Mà cái ngày tu vô lậu này nó xa lìa, mà để mà xa lìa hai cái thứ gì, yêu và ghét ở trên, hai thứ khổ đau ở trên thế gian là yêu và ghét. Intent upon getting far away, là xa lìa đi hai cái thứ, the two worldly sufferings, hai thứ khổ đau ở trên thế gian là yêu và ghét. In Mataji's daughter, a former prostitute, love and desire were dispelled by the spiritual power of the mantra. Now her name in Dharma is Bhikshuni Netra.
Như là con gái của ma đăng giá, a former prostitute, và trước đó là một gì đây ạ? Một cái người gì đây, người dâm nữ, à trước kia là dâm nữ, a former prostitute, à và trong nghĩa hiện đại người ta gọi là mại dâm đúng không ạ? A former prostitute, à trước đó là dâm nữ. Love and desire were expelled, là cái sông ả, cái ái dục, à love, ái desire, dục đúng không? Ái dục đã bị gì? Dispelled, dispelled là tiêu tan bởi cái gì? Ái dục của cô ta đã bị tiêu tan bởi cái sức mạnh của thần thần chú, by the spiritual power of the mantra. À, nhờ sức của thần chú mà tâm ái dục tiêu tiêu tan. Now her name in drama is Bishoni Netra, và bây giờ cô tên của cô ta ở trong Pháp đó là Tỳ kheo ni Netra, Bishoni Netra. Tánh, gọi Netra, tánh hoặc là bản tánh, bản chất. Đó là cái tên của cô ta ở trong trong Pháp, trong giáo Pháp của Như Lai hiện nay, và tên của cô ta là Tánh Tỳ Kheo Ni. She and Rahula's mother, Yashodhara, both became aware of their past causes and knew that for many compounds they had endured the suffering of greed and love. Cô ta và mẹ của Rahula, mẹ của Rahula là Jaju Đà La, thì cũng như Tánh Tỳ Kheo Ni, cả hai đều gì đấy, became aware, cả hai đều tỏ ngộ được their past causes, aware of their past causes, đều tỏ ngộ được cái gì, cái nhân ở trong quá khứ của họ, and knew that, và họ biết rằng là for many compounds, rất là nhiều kiếp rồi, họ had in they had endured the suffering of greed and love. Họ đã trải qua rất là nhiều khổ đau ở vì tham tham ái. Hai người đã cùng tỏ nhộ ngộ được cái nhân của nhiều đời trước, là họ đã biết rõ rằng tham ái là nguồn gốc của khổ đau. They had endured suffering of greed and love for many compass. Họ đã trải qua rất nhiều những khổ đau của tham ái trong rất là nhiều kiếp rồi. Because they single-mindedly became permitted with the cultivation of the goodness of no outflows, they were both freed from their bonds and received traditions. Và bởi vì họ đã gì đấy, họ đã nhất tâm, single-mindedly became permitted. Họ đã gì? Nhờ chuyên tâm, nhất tâm tu tập thiện nghiệp vô lậu, became permitted with the cultivation, cái tu tập thì of the goodness of no outflows, họ đã nhờ chuyên tâm tu tập thiện nghiệp vô lậu mà một người thì vừa thoát khỏi được sợi dây ràng buộc. They were both freed from their bonds and received prediction. Và được gì đã thoát khỏi được cái sợi dây ràng buộc và được thọ thọ ký, received traditions, và được Như Lai thọ ký. Why then? Thế thì tại sao? Do you treat yourself and still remain caught up in looking and listening? Thế thì tại sao mà ông vẫn tự coi thường mình, vẫn tự lừa dối mình, treat yourself and still remain caught up, để phải mắc kẹt mãi ở trong vòng nghe thấy, still remain caught up in looking and listening. Tại sao ông vẫn tự lừa dối mình và mắc kẹt mãi ở trong vòng nghe thấy, thấy nghe? When Ananda and the Great Assembly heard the Buddha's instruction, the doubts and delusion were dispelled. Khi mà Ananda và đại chúng, cả đại chúng nghe lời dạy của Đức Phật thì their doubts and delusion were dispelled. Các cái mối nghi hoặc được tiêu trừ. Nghi hoặc thì được tiêu trừ. Their minds awakened to the actual appearance.
The experience of light is both physically and mentally, and they obtained what they had never had before. Và tâm của họ thì được gì đấy ạ? Được tỏ ngộ. Tâm ngộ được cái gì? Tâm ngộ được thật tướng to the actual appearance. Tâm của họ ngộ được cái thật tướng. The experience of light is. Và tâm ý rất là khinh an. Light is rất là nhẹ nhàng, nhẹ nhàng. Khinh an, both physically and mentally, cả tâm cả ý, cả thể xác và tinh thần, đúng không ạ? Physically and mentally. Và they had obtained what they had never had before, và họ đạt được cái điều chưa từng thấy, chưa từng có. Đại đức A Nan và cả đại chúng nghe lời dạy của Đức Phật. Các mối nghi hoặc để tiêu trừ tâm ngộ thật tướng, thân ý khinh an. Thân ý khinh an và họ đạt được điều được pháp lạc chưa từng có. Once again, he wept, bowed at the Buddha's feet, knelt on both knees, placed his palms together and said to the Buddha. Và một lần nữa thì A Nan làm sao wept, ngài lại khóc, ngài lại rơi lệ. Bowed at the Buddha's feet, ngài quỳ xuống chân Phật. Knelt on both knees, đảnh lễ Đức Phật này, quỳ hai gối này. Place his palms together, chắp hai tay lại. And said to the Buddha, và nói với Phật rằng, the unsurpassed, great, compassionate, true and precious King has instructed me well, so that by means of these various causes and conditions, expedients and encouragements, all of us who were immersed in the sea of suffering have escaped it. The unsurpassed, vô thượng này, great này, compassion, pure and precious thing, đấng bảo vương, precious King là bảo vương. Pure, thánh, thanh tịnh, compassionate, great compassionate là đại bi, unsurpassed là vô thượng. Đức Bảo Vương thanh tịnh, đại bi, vô thượng, has instructed me well, đã khéo léo chỉ dạy cho con. Ngài đã khéo léo chỉ dạy cho con, khai thị cho con, so that by means of these various causes and conditions, và bằng rất là nhiều các cái phương tiện, bằng rất là nhiều gì? Nhân duyên này, phương tiện này, nhân duyên, phương tiện và các cái khuyến khích, encouragements, bằng rất nhiều các cái phương tiện như vậy. All of us who are immersed in the sea of suffering, và tất cả chúng con, người mà đang bị chìm đắm ở trong cái biển khổ, immersed in the sea of suffering, đang bị chìm đắm ở trong cái biển khổ, được giải thoát. Chìm đắm được trong tối tăm, trong đau khổ thì được giải thoát.